Sao sao vô được mà ra không được, sao kỳ vậy? Bảo vậy vô được ra không được vậy rồi giờ làm sao? Giờ không biết luôn nữa hả? Khổ quá. Giờ kiếm chỗ nào à, chỗ đẹp ha. Anh làm gì chứ, anh có làm gì đâu. Thôi đi, đây là con cá đó đây. Rồi bây giờ mới nói vô được ra không được rồi sao dám vô? Thiệt không? Ok không? Anh năm bà qua luôn mấy triệu ha. Rồi giờ đi ăn bún cá nghe cả nhà. Cự cái coi. Rồi. Sẵn này không có hả? Cho trà đá uống đi. Cho gì uống đó đi. Bà con thấy gì kìa? Mời vô ăn đi. Cái bà nãy mình mua mình chơi xe đâu, đó. Đâu biết đâu. Cái bà nãy mới chơi xe đó. Có quen với bà này hả? Không. Có quen không? Kìa chỉ mời cô vô ăn kìa. Sao vậy? Quên cơm rồi. Dạ. Yeah. Trời ăn gì ngon trời. Chị Will cái ơi. Chị Will cho khán giả thấy coi. Hai đi trà đá đi. Chị Will cho khán giả thấy coi ăn cái gì vậy? Đẹp. Ăn này nè. Ăn này là ăn gì trời? Hoành sánh chả cảo. Hoành sánh chả cảo là gì ông nội? Trời ơi trời. Tội nghiệp đẹp bệnh. Đẹp bệnh ăn không được, bút lặn dĩa vậy đó. Mình cánh sủi cảo. Wow nóng quá. Biết chứ đi đâu không? Đi qua tôi mắng vốn thằng thợ sửa xe. Nói sửa xe tôi sao bây giờ ốc vít mắt tùm lum hết trơn. Cái chỗ hồi nãy đó, cái chỗ hồi nãy sao mà bên đó người ta đang đốt rác hay gì? Cái gì nữa trời? Ai đang đốt rác? Dạ, cảm ơn cô Gia Bảo mời mời khán giả kìa. Các bạn mời cả nhà ăn nha. Cái này là bữa ăn phụ của mình à. Thẩm thần ơi, ăn phụ ăn trứng còn ăn chín còn dữ nữa hả? Cái này ăn phụ. Còn ăn trứng ăn chín là ăn sao? Bữa ăn chín là ăn sao? Là bữa ăn chín là ăn chín á. Ăn chín là ăn nó hoành tráng hơn nữa phải không? Trời ơi. Ăn phụ không mà kiểu này nè. Ăn chín là còn hoành tráng nữa, kinh khủng không? Đó, đẹp ăn là cỡ vị không giống tôm ngủ không không? Thứ dữ rồi. Ăn đi, tôi nhìn chị là niềm vui của tôi rồi. Đó. Quá đẹp ăn được ngang. Mời cả nhà nha. Trời ơi, ăn giống như là tôm của không vậy trời. Kìa. Yeah. Ăn mì thêm không? Mì gì đó kêu ta đi. Kêu đi. Cho dắt mì thêm em gái ơi. Em gái ơi. Mặt ơi. Chắc tôi dọn bàn đi luôn quá. Em gái ơi. Trời ơi trời. Kiểu này ăn xong đứng dậy không ai tính tiền luôn rồi đó. Chủ quán ơi. Thằng ơi trời. Ăn xong đứng dậy về luôn đẹp ơi. Kêu gì gắt của họng không thấy ai ra hết trơn kìa. Biết sao giờ. Em gái ơi, cho chị một gắt mì nữa đi. Không tiêu luôn rồi. Trời trời, bán quán gì mà kêu gắt của họng không thấy ai ra hết trơn. Người họ tính tiền rồi sao đây. Ta đang ăn ngon nữa kìa. Cái gì vậy? Thôi cởi. Cho mắt đi chơi rồi. Đi đâu mà chạy? Để máy lên cái coi.
Để máy là tôi qua tôi kiếm rồi. Chủ quán chủ bọng gì đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mấy giác? Hai giác đi. Trời ơi, đứng ở trong mà nãy giờ kêu muốn gắt của họng luôn à. Đứng ở trong sao biết kìa. Hay dắt mì thêm. Dạ. Ôi Phật ơi. Tội nghiệp đẹp bệnh lắm cả nhà, ăn không được. Hay. Gì? Bây giờ tôi hỏi ông gì ông tin không? Hỏi đi, chưa hỏi thì biết ta tin không? Ngày hôm qua tôi mới đi ăn cướp của người ta. Cướp gì vậy? Ăn cướp bị công an bắt hay sao? Không, công an không có bắt. Được trả lại rồi, công an đâu có bắt đâu. Trả lại hả? Chiều về nhớ giặt đồ nha. Thấy không. nước giặt xà bông bụi chổng nhóc hết trơn kìa. Tôi tính gì đó. Tính sao nó nghe tôi rồi. Tôi mặc hết một lượt đồ đó đem qua cho bà chủ có giặt giùm. Có không? Ừ. Hả? Hôm nay đem qua đem bánh cho bà giặt. Ừ. Ghê mới luôn. Ghê hả? Ừ. Giặt giùm luôn. Bà giặt ăn tiền á. Dạ hả? Sao biết giặt ăn tiền? Ừ. Không giặt giùm hả? Thôi giờ nói chủ ơi, chị chủ ơi, làm ơn chị giặt giùm em đóng đồ này đi. Khổ quá. Nói gì đó. Em biết là có giặt không? Rồi em đi chạy bàn làm mướn gì em kiếm tiền về em trả lại cho chị. Em biết người ta có giặt không? Thì qua hỏi thử coi. Em bảo sao? Hỏi thử ơi, chúc bạn may mắn lần sau. Hôm bữa kia có nói với bà rồi. Bà ông nói à, cỡ 5kg trở lên bà mới giặt. Còn mà một bộ đồ thôi để bên đây tự giặt đi. 5kg trở lên mới giặt. Ê, cũng hơn 5kg rồi đó. Ừ. Thiệt, vừa đồ, vừa quần, vừa áo, vừa mồ hôi trên đó cũng hơn 5kg rồi đó. Thôi khá khá rồi đó. Cái đó là kêu là gì vậy? Cái đang ăn á. Ê. Gì nữa trời? Ê, gì nữa trời? Ông này má mày. Ôi. Ta dòng kìa. Cũng chữ khờ khờ gì nhiều khi ta đi nghe ta thấy tao hiểu ngầm ta lại ta về ta kêu con cháu ta ra là làm thịt mình đó. Ê lẹ đó. Có mấy chục kg à. Mỡ không mà không ai ăn đâu. Sao không? Kìa. Đưa cho lọ là nó tiếng hết trơn. Quay ra hả? Ừ. Quay này có ai ăn không trời? Có. Hả? Trời ơi, ngon lành chưa? Đó, đẹp bệnh nha cả nhà. Đó, mang hai rồi đó. Mang hai rồi. Sao ăn nãy giờ thấy cảm nhận sao? Ok không? Ok. Cho mấy điểm? Để giờ thả tim luôn. Làm bộ ăn xong rồi nói chủ quán ơi, tôi không có tiền tôi trả, giờ cho tôi ở đây tôi ở đợi được không? Tôi rửa chén, tôi quét nhà lau nhà. Thử coi. Hỏi thử thôi. Thôi vậy tôi nghỉ nha. Ăn nãy rồi kêu nghỉ gì nữa. Vậy tôi về chứ tôi gọi đây nha. Trời ơi trời, không biết ai ăn à, người nào ăn? Ai ăn biết này nha. Ừ. Ừ. Tôi dài à. Tôi dài nha. Ừ. Không biết rồi, thử rồi sao? Tôi biết à, tôi rồi, nói nghe à. Nè, cái quán này là tôi ít nhiều tôi cũng có quen, nhưng mà bây giờ mình hỏi thử coi người ta ta có mướn mình không, nếu người ta mướn thì mình nó lại mình làm luôn. Chứ sao? Làm kiếm tiền xài. Người ta mướn ở chỗ đâu mình ngủ. Cái gì? Rồi mình ngủ ở đâu? Thì mình về nhà mình ngủ ra mình làm thôi. Làm ngày nhiêu không biết. Thì giờ cho 5.000, 10.000 gì đó cũng có cái để mà ăn. Không có đâu nghe. Chơi tôi sao? Làm tôi ăn dữ lắm à. Thì cứ việc ăn, ta cho ăn thoải mái mà. Sợ người ta không cho ăn nhá cha. Ăn cái gì ta cho ăn thoải mái kìa. Bản ta để kìa, bò né, bò trứng, bò không. Đó, bò không nó chỉ nhiên là không có bò. Bò trứng chính là trứng à. trứng không bò đó. À. Tôi nói cho ông nghe nha. Ừ, nói đi. Bò biết nè. Ừ. À, bò không nè. Ừ. Bò trứng lắc nuôi. Ừ. Là lắc nuôi là nuôi không có lắc. Đó, nó vậy đó. Là bắt luôn á. Ừ.
muốn ăn gì đó ăn để cho ăn thoải mái mà. Trước mắt thì chút xíu là cái tình hình nó là như thế đó, ăn xong rồi nói người ta giờ tôi không có tiền nữa, giả giờ tôi ở lại đây tôi làm nào mà đủ tiền thôi. Hai ngày xong phim như vậy, với mì thì với cho thêm mày giỏi lắm, mày cho 50.000 dữ lắm rồi, thấy không? Mà làm bữa nay làm từ đây đến chiều là có dư rồi đó, 70.000 rửa chén 70 rồi ăn 50 còn dư 20. Không có đâu chứ sao, bà hai mà bà chịu ra chơi rồi là xong phim luôn á. Bà hai là bà nào? Bà hai là ai mà bà ba là ai? Bà ba chắc bà đẹp quá à. Quản không, nghe nói ăn nữa lại trả tiền không dám ăn liền ha, cồn thấy sợ. Ở đây nè, nó người ta cần người giúp việc tập vụ chạy luôn kìa. Giờ nó nghe nè, ở có một cái khách sạn bây giờ đang cần một nữ lễ tân, người ta muốn tiện là nữ lễ tân là chiều cao khoảng mét 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 gỡ chiều cao mét gỡ dòng ngang khoảng 100 đó. Tôi chiều cao có 1m05 là mét gỡ rồi, chúng tiện thôi, chúng tiện thôi. Thì sao hả, 1m05 là sao? 1m05 dòng ngang có 60 rồi, đâu có đạt dòng ngang 60 là 600 trời trời. Ứng tiện đi làm đi, không chưa được mà. Sao không được, chưa có đạt yêu cầu mà. Bà biết khách sạn nó đâu biết không? Kế bên nhà luôn kìa. Ta đang ứng tiễn kìa, về đó bà làm được chuyện nữa bà gặp ốc lên luôn. Hiểu không? Tôi thấy bà đủ chuẩn rồi đó. Người ta chỉ cần là chiều cao mét gỡ, bề ngang là xa là 100. Đó. Vòng đo ba số đó là phải chuẩn. Mông là khoảng 160, bà hút luôn rồi. Im á, được đó đẹp. Được.